Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Học Toàn. Hôm nay thầy giới thiệu các bạn học sinh một cái bài phương trình lượng giải khá thú vị như sau. Đó là giải phương trình cột 3 x bằng 2 cột x. Thì bài này chúng ta giải như thế nào? Bây giờ các em suy nghĩ như thế nào? Thì đây ở đây có cột 3 x. Thì gợi ý chúng ta đi đến cái công thức góc nhân 3 của đối với cột. Thì cột 3 x là bằng 4 cột mũ 3 x trừ đi ba cột x bằng 2 cột x. Đấy, các bạn chuyển sang bên này nhé. Cái này sẽ tương đương với là 4 cột mũ 3 x trừ 5 cột x bằng 0. Được chưa các bạn? Đấy, ở đây ta đặt nhân từ chúng là cột x. Thì đây là 4 cột bình phương x. Đợi bộ một chút con bóng trắng 5 bằng 0. Đấy, vậy ta chia ra hai trường hợp. Cột x bằng 0. Đấy, rồi 4 cột bình phương x bằng 5. Đấy, các bạn nhớ nha. Cái này, cái riêng cột 4 cột x bình phương bằng 5 sẽ tương đương với là cột bình phương x bằng 5 phần 4. Thì cái này như thế nào? Các bạn xem thử có nghĩa hay không? Đấy. Thì rằng dõi cột bình phương luôn bén bằng 1 này. Do đó mà cái này lớn bằng 5 phần 4 thì không xảy ra nhân phương trình này vô nghĩa nhá. Đấy. Các bạn chú ý điều đó không có nghiệm nhá. Chả, ta loại bỏ được luôn nhá. Vì trị tọa độ của cột x luôn bén bằng 1 này. Vậy sẽ ra cột bình phương x bình phương 2 về lên thì luôn bén bằng 1. Đấy, các bạn nhá. Về cái này tương đương với gì? Cột x bằng 0 thì ở đây các bạn nhớ là có hai điểm để cột bằng 0. Đấy. Điểm này là 1 này, điểm này là 2. Đấy. Điểm cao nhất đến thấp nhất trên đường tròn lượng giải. Vậy cột bằng 0 thì x bằng pi trên 2 cộng với k pi nhá. Gộp hai điểm lại. Đấy. Các rõ chưa? Đấy. Thế thôi. Em một bài toán khá thú vị. Các bạn có thể giải bài này bằng thay việc cột 5 x vào đây. Thay số 3 này bằng số 5 thì vấn đề như thế nào? Đấy. Rồi thay số 3 này bằng số 2 thì như thế nào? Thì vấn đề nó dẫn đến như thế nào? Có thể khó khăn hay là đơn giản hơn? Thì các bạn suy nghĩ những cái hướng như vậy. Thì sắp tới thầy sẽ có những bài giảng mới nữa về phương trình lượng giải để giúp các bạn ngày càng vững vàng chắc chắn về cái chuyên đề này. Hy vọng những cái sự chia sẻ của thầy sẽ giúp các bạn học toán được tốt nhất. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật các cái bình luận, các cái chia sẻ, các bài giảng tiếp theo. Và nhớ rằng đến kênh của thầy là phải học thật sự các bạn nhé. Học thật sự, học quyết tâm, học tập trung và đạt kết quả cao nhé. Cuối cùng chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong dịp gần nhất.